Thưa quý vị, nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chỉ đạo, chủ trương về việc xây dựng môi trường văn hóa nghệ thuật lành mạnh, nhằm đưa văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống, để đội ngũ văn nghệ sĩ xứng đáng là lực lượng nòng cốt sáng tạo các giá trị văn hóa. Tuy nhiên, những năm gần đây, trên mạng xã hội có không ít các nghệ sĩ có những phát ngôn hành động thiếu văn hóa hay quảng cáo các sản phẩm thổi phồng công dụng. Họ đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho cộng đồng. Có thể thấy, chưa bao giờ làn sóng dư luận xã hội lại mạnh mẽ và quyết liệt đấu tranh đối với các hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức của một bộ phận nghệ sĩ như hiện nay. Ngoài bộ phận lớn những nghệ sĩ tập trung công hiến mang đến cho khán giả những tác phẩm nghệ thuật chất lượng, góp phần xây dựng nền văn hóa của nước nhà, thì bên cạnh đó, lợi dụng sự nổi tiếng của mình, không ít các nghệ sĩ đã xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo cho các sản phẩm kém chất lượng. Để tăng độ tin cậy, nhiều nghệ sĩ còn tương tác, sử dụng sản phẩm khi phát sóng trực tiếp, gây cho người tiêu dùng tiền mất tật mang. Việc các nghệ sĩ mà quảng cáo cho các cái mặt hàng mà nó không có chất lượng, thậm chí ảnh hưởng tiêu cực đến người sử dụng, trong đó đặc biệt là công chúng của mình, những người hâm mộ mình, cái điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của các nghệ sĩ. Vì thế nên là các nghệ sĩ theo tôi phải luôn luôn cẩn trọng với lại việc sử dụng hình ảnh của mình, đặc biệt là trong việc quảng cáo các cái sản phẩm. Ngoài thổi phồng các sản phẩm, các nghệ sĩ còn tự phong cho mình những danh hiệu, danh xưng rất phản cảm. Bên cạnh đó, có người còn thể hiện những lời nói, hành động kém văn minh, trái với thuần phong mỹ tục, góp phần tạo nên những suy nghĩ, hành xử lệch lạc trong xã hội. Mỗi khi họ đăng tải một cái gì đấy lên thì không cần biết nó tốt hay xấu, mọi người đều quan tâm. Thì họ đôi khi có những cái lời rất là quá khích và em thấy rất nhiều người vào hưởng ứng, rất nhiều người vào thả comment like. Chính những bạn trẻ đôi khi bọn nhìn thấy những văn nghệ sĩ đấy nói chuyện thô tục, sau họ lại nhìn thấy comment là thô tục nữa, hay là họ thấy điều đấy là đáng để hùa theo. Nó đang hỗn loạn, nó đang rất là mất trật tự, rất rối rắm, một cái sự xuống cấp về phương diện đạo đức, cái thế ứng xử của họ. Và cái điều đó nó xuất phát từ cái việc là cái tôi vị kỷ của họ lên ngôi. Nhiều người thì lại lợi dụng cái đặc điểm của mạng xã hội để thu hút công chúng, câu view, câu like và thậm chí là có trục lợi về mặt thương mại nữa, cố tình khai thác cái những cái hành vi lệch chuẩn như vậy. Thì đấy là một cái vấn đề khá là nghiêm trọng. Một cuộc tọa đàm xoay quanh vấn đề về thực trạng văn hóa ứng xử của nghệ sĩ và giới trẻ trên không gian mạng vừa được tổ chức. Hội thảo đề cập đến quyết định mới của Bộ Thông tin và Truyền thông về kế hoạch xây dựng quy trình xử lý, bao gồm hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo đối với những nghệ sĩ, người có tầm ảnh hưởng, có hành vi vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục. Hiện nay thì Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch với Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Công an thì phối hợp xây dựng một cái quy trình xử lý có rất nhiều các biện pháp, các hình thức xử lý. Và hiện nay thì đang tham mưu cho lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Thông tin Truyền thông những cái hình thức này, nó sẽ thể hiện sự nghiêm khắc cũng như là ra được cái không pháp lý để xử lý những cái hành vi sai trái. Đa số ý kiến đều ủng hộ, tuy nhiên có những ý kiến cho rằng để quy định này có hiệu quả cần sự chung tay của nhiều thành phần. Tôi ủng hộ quy chuẩn ứng xử đấy. Câu chuyện thì nó còn phức tạp hơn thế nữa, bởi vì cái này nó không phải là văn bản vi phạm pháp luật đấy, nó không có tính chất gọi là mang tính thực thi đó, mà nó là những cái quy chuẩn nhất định thôi. Và cái việc mà thực hiện được hay không, nó phải do các cơ quan truyền thông, rồi do các doanh nghiệp, rồi và đặc biệt là cộng đồng phải cùng tham gia. Các cơ quan quản lý nhà nước đang xây dựng và hoàn thiện những giải pháp hữu hiệu hơn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện lệch chuẩn của một bộ phận nghệ sĩ. Và công chúng thì đang rất trông chờ vào những biện pháp xử lý cứng rắn hơn được thực thi để giữ một môi trường nghệ thuật thực sự lành mạnh.